Rồi xin chào anh em nhé. Nay chia sẻ cho anh em cây xanh Nam Điền Táng Tần. Đây là một cái xu hướng rất hot trong thời gian hiện nay. Thì anh em đang sưu tầm những cái dòng cây Nam Điền mà lại ngày xưa người ta chơi Táng Tần ấy. Đấy. Chơi lối cổ. Thì bây giờ anh em lại tận dụng các cái điểm đẹp nhất để thu thành những cái cây mà cây siêu lùn. Cốt nục nạc Nam Điền nó có một cái ưu điểm là nuôi rất là nhanh lớn. Đấy, co những cái sẹo để mà trơn thì nó sẽ không không có cái đầu như thế này, cho nên là cái người chơi thì người ta phải tận dụng bằng cách là dùng các cái thủ pháp như là đục rồi là khoét moi móc đấy để tạo ra các cái sẹo lớn. Còn lệ thuộc vào rất nhiều các cái bàn tay của người người tạo tác các bạn nha. Thế thì anh em nào mà mong muốn sở hữu cái gốc phôi này thì cứ inbox cho tôi. Sẽ có những cái giá rất là hợp lý để anh em có thể chơi được. Đấy. Thì hàng ngày mình lan tỏa, mình chia sẻ cho mọi người. Anh em mạnh dạn đấy nha. Về kích thước thì mình sẽ... Ok, bây giờ mình sẽ nói65 sơ bộ về kích thước nhé. 65 Bề ngang 65, chiều cao khoảng là 25 cho đến 30. 30 Đấy. 4 cút to Có 4 đo, 4 đầu, 1 đầu này, 2 đầu này, 3 đầu 3 đầu, dáng làm đầu thứ tư. Đấy, trên này là mình xây dựng lại cái ngọn. Đấy. đầu to lắm rồi Đấy. đầu hai hai găng tay úp vào cái đầu này. Anh em gọi điện hoặc là inbox trực tiếp nhé. Để có giá tốt. Xanh Nam Điền xịn đấy. Nhìn lá các bạn nhỉ. Đấy. Anh em xa gần nào thích thì ok hãy liên lạc nó luôn. Bởi vì hàng này về là hết luôn. Các bạn nha. Đã, nuôi từ giờ đến sang tháng 6 sang năm thì cây nó biến rất là mạnh. Hiện nay thì các cái đầu rễ đã ra rất là nhiều. Đấy. Anh em về ủ qua Tết này thôi. Có thể là sang ra riêng mình thay đất cho cây nó thuần chút là rất là tuyệt vời rồi đấy. Rất khó để kiếm cái một cái khúc tán tầng như này. Thông tin về giá thì cứ gọi điện trực tiếp nha. Cảm ơn.